ngoài của hai bên gia đình cùng toàn thể các nam nữ thanh niên bạn bè của hai cháu. Bây giờ là giờ tốt đã đến thì thay mặt họ nhà trai chúng tôi xin kính mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh chị em của hai họ cùng trở về hội trường của nhà trai chúng tôi để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Kính mời toàn thể các cụ, các ông, các bà cố gắng đi về bên hội trường của nhà trai chúng tôi để tổ chức làm sao cho buổi lễ của các cháu thật đông đủ và ý nghĩa. Và chúng tôi một lần nữa cũng xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo và rất ý nghĩa của họ nhà gái đối với họ nhà trai chúng tôi, và xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị thân mến, và ban tổ chức xin được thông báo giờ đẹp nhất, giờ hoàng đạo, giờ lắm gạo nhiều tiền để đưa đôi bạn trẻ trở về trung tâm phòng cưới của gia đình họ nhà trai đã đến. Và xin trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sẽ cùng chạy lên chiếc xe hoa mang biển số hạnh phúc, cùng với đó là quan viên hai bên gia đình. Gia đình họ nhà trai và gia đình họ nhà gái chúng ta cũng cùng giơ tay cầu hoa chữ cưới để cùng xuất phát lên đường. Và về phía mặt gia đình họ nhà gái, chúng tôi xin được trân trọng kính mời trưởng đoàn là bác Dũng sẽ cùng giơ tay cầu hoa chữ cưới, cùng với đó là các tác nhân bác Nguyệt, bác Hiền, bác Giáp, bác Toàn, bác Huyền, là vợ bác Thư, bác Bắc, chị Mai, cậu Dũng, mợ Liên là vợ cậu Dũng, chú Cung, dì Hải, chú Nghĩa, dì Bình, cháu Minh là con dì Hải, em Bách, cô Hoa là vợ chú Quý, chú Cường Hải, cháu Nghĩa, cháu Mai, cô Ngọc cùng với bạn Ngân, cùng với đó là các bạn bè nam thanh nữ tú là thân tình của cô Sâu. Những ai có điều kiện đưa cô dâu trở về trung tâm phòng cưới gia đình họ nhà trai thì các bạn sẽ cùng trở ra cùng hoa chữ quý để cùng xuất phát lên đường. Vâng, thưa quý vị thân mến, thật đúng là xa về thì hẹn đến năm sau, mừng thằng cu tí sắc nhau xa đời. Và để rồi mừng cho hạnh phúc nửa đôi, mừng cho đôi bạn trẻ cho đời thì chung, và mừng cho hai em từ nay đã lên vợ lên chồng, sinh con đầu lòng, không gái thì trai. Và mừng cho hai trái tim vàng cho năm vẫn đập nhịp nhàng bên nhau. Và cuối cùng ban tổ chức xin được thay lời cho đôi bạn trẻ thay lời cho gia đình, xin được cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn rất nhiều đã trở về đây. Xin vui mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Và cũng đây là chương trình tổ chức đại lễ vu quy cho đôi bạn trẻ đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Xin được chân trọng cảm ơn và cảm ơn rất nhiều.